Vâng, Ngọc Bình xin kính chào quý vị và các bạn. Và hôm nay nếu các cổ đông mà trong văn phòng cá nhân của các anh chị em cũng đã biết được một cái thông tin hết sức là tuyệt vời. Đó là cái thông tin vào ngày 4 tháng 8 năm 2021. Đó là thông tin về Global Expo Marathon, tức là hãy chiếm lĩnh chuyến du lịch tới UAE. Với cái nội dung của cái chương trình này là như thế nào? Thì sau đây Ngọc Bình xin mời quý vị các bạn cùng Ngọc Bình đọc thông tin này. Đây là một cái thông tin theo Bình nghĩ thực sự là rất là hấp dẫn. Nếu các cái cổ đông, các anh chị em đang là đối tác của Skyworld Community chắc hẳn là cũng muốn một lần đặt chân tới Dubai cũng như là muốn trải nghiệm trực tiếp công nghệ Sway tại Sharjah. Và xin mời quý vị các bạn cùng Bình đọc thông tin trong ngày 4 tháng 8 năm 2021. Global Expo Marathon hãy chiếm lĩnh chuyến du lịch tới UAE. Vâng, quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, UAE và đặc biệt là Dubai là một đất nước rất là giàu có và tươi đẹp. Chắc hẳn chúng ta cũng rất là mong muốn sẽ có một ngày chúng ta đến với UAE và đến với Dubai. Và đặc biệt hơn thì sự khao khát mãnh liệt của các cổ đông Skyway đó là được tận mắt chứng kiến công nghệ Skyway của chúng ta tại Sharjah hoạt động như thế nào và được trải nghiệm thực tế trên con tàu Yurika nhiệt đới. Vâng, thế thì chúng ta có mong muốn được một vé đi Dubai hay không ạ? Và trong cái thông tin ngày hôm nay đó là trong năm nay thực hiện thuyết trình về các công nghệ đường dây sẽ diễn ra tại trung tâm UST ở Sharjah vào ngày 22 tháng 10. Tuy nhiên, số lượng người có thể tham dự vào sự kiện này sẽ giới hạn. Vì thế, chúng tôi mang tới cơ hội cho những nhà đầu tư và đối tác tích cực nhất được tham gia trước tiên vào sự kiện này. Để có cơ hội này, cần phải là một trong những người chiến thắng cuộc thi đua Global Expo Marathon để khiến chuyến đi tới UAE đáng nhớ và rực rỡ hơn nữa. Chúng tôi đã quyết định tổ chức cho những thành viên xuất sắc nhất của cuộc thi sẽ có được chuyến du lịch đặc biệt Big Emirates Tour. Trong chuyến du lịch, bạn có thể ngắm nhìn tận mắt những địa điểm quan trọng nhất của các dự án tại UAE. Chương trình bao gồm tới thăm triển lãm quốc tế và đổi mới sáng tạo tại Expo 2020 tại Dubai, tham quan trung tâm UST tại Sharjah, cuộc họp kín với những đối tác chuyên nghiệp của SWC Skyworld Community đấy ạ. Tham gia buổi phát biểu của tác giả công nghệ đường dây ngài Anatoly Zyrisky và nhiều điều khác. Phần thưởng tại cuộc thi marathon sẽ phụ thuộc vào cấp độ mà bạn đạt tới. Số lượng đầu tư cá nhân và đầu tư thu hút được trong chuỗi cấp 1 càng lớn thì cấp độ và phần thưởng sẽ càng cao. Cuộc thi marathon sẽ kéo dài tới ngày 31 tháng 8 năm 2021. Nhưng cuộc thi có thể kết thúc sớm hơn vì mọi vị trí ở giải bạc và giải vàng đã được chiếm lĩnh hết trước ngày này. Vì thế các bạn hãy nhanh chóng thực hiện các điều kiện cần thiết và lên xe đi UAE. Vâng, thì để đạt điều kiện thì chúng ta có các giải như là giải đồng. Các điều kiện để nhận được giải đồng cần phải: thứ nhất là từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 tới 31 tháng 8 năm 2021, gia tăng tổng số lượng đầu tư cá nhân và đầu tư thu hút được trong chuỗi cấp 1 lên 2.500 đô. Chú ý, tỷ lệ giữa số đầu tư cá nhân và đầu tư thu hút được là không quan trọng. Ví dụ, bạn có thể đạt mức khối lượng cần thiết chỉ nhờ đầu tư cá nhân hoặc chỉ nhờ đầu tư thu hút được. Thế thì phần thưởng cho giải đồng này là như thế nào ạ? Phần thưởng là cho việc thực hiện được các điều kiện của giải đồng. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, bạn sẽ được truy cập không giới hạn vào các đề xuất từ Expo Limited với chiết khấu lâng cao. Các điều kiện chi tiết của đề xuất sẽ được tiếp cận muộn hơn. Các giới hạn: không giới hạn số lượng người nhận giải đồng, giải bạc. Và các cái điều kiện giải bạc như sau. Các điều kiện là để nhận được giải bạc cần thực hiện 3 điều kiện. Thứ nhất, đạt được tổng khối lượng đầu tư cá nhân và đầu tư thu hút được trong chuỗi cấp 1 là 15.000 đô kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 tới 31 tháng 8 năm 2021. Đầu tư cá nhân tối thiểu 500 đô trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 tới 31 tháng 8 năm 2021. Điều kiện thứ ba là mời tham gia vào chuỗi cấp 1 tối thiểu 2 người mới, những người này trong khoảng thời gian từ 1 tháng 6 tới 31 tháng 8 năm 2021 phải đăng ký văn phòng cá nhân.
xác minh và mở tài khoản trả góp với khoản thanh toán hàng tháng tối thiểu là 100 đô. Phần thưởng như sau: cho việc thực hiện đủ 3 điều kiện của giải bạc, bạn sẽ nhận được các phần thưởng như sau. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, được truy cập không giới hạn vào đề xuất Expo Limited với chiết khấu nâng cao. Vé tham gia Expo 2020 Dubai được thanh toán chi phí di chuyển tới triển lãm. Chuyến đi tới trung tâm thử nghiệm và chứng nhận UST tại Sara được thanh toán phí di chuyển. Chuyến tham quan Ecodome và chụp ảnh. Ecodome này là cái ngôi nhà gỗ ở Sara đấy quý vị ạ. Rất là đẹp đấy ạ, và được chụp ảnh lưu niệm ở đó. Ở 3 đêm trong phòng đôi có phục vụ ăn sáng tại khách sạn tại Dubai. Vâng, quý vị các bạn có mong muốn mình được nghỉ 3 đêm tại khách sạn Dubai không ạ? Các quà tặng lưu niệm. Video chuyên nghiệp về chuyến đi sẽ được xuất hiện trên các kênh tin tức của SVKC, Skyworld Community. Chú ý, các chuyến đi tới UAE sẽ được tổ chức theo các nhóm vào ngày được xác định mà bạn có thể lựa chọn. Các giới hạn chỉ có 240 người có thể nhận giải bạc khi mọi vị trí giải đã được chiếm lĩnh. Cấp này sẽ tự động đóng lại. Thế còn giải vàng thì sao ạ? Các điều kiện để nhận được giải vàng cần thực hiện 3 điều kiện như sau. Đạt được tổng khối lượng đầu tư cá nhân và đầu tư thu hút được trong chuỗi cấp 1 là 20.000 đô kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 tới 31 tháng 8 năm 2021. Thứ hai là đầu tư cá nhân tối thiểu là 1.000 đô trong khoảng thời gian từ 1 tháng 9 năm 2020 tới 31 tháng 8 năm 2021. Thứ ba là mời tham gia vào chuỗi cấp 1 tối thiểu 2 người. Những người này trong khoảng thời gian 1 tháng 6 tới 31 tháng 8 năm 2021 sẽ phải đăng ký văn phòng cá nhân, xác minh và mở trả góp với khoản thanh toán hàng tháng tối thiểu 100 đô. Phần thưởng dành cho việc thực hiện 3 điều kiện của giải vàng sẽ nhận được các cái phần thưởng sau. Từ 1 tháng 10 năm 2021, được truy cập không giới hạn vào đề xuất đầu tư Expo Limited với chiết khấu cao. Tham gia Big Emirates Tour, bạn sẽ tới những địa điểm quan trọng nhất của dự án tại Sara và Dubai. Và chương trình chuyến đi bao gồm 500 đô hỗ trợ phí vé đi tới UAE, vé tham gia Expo 2020 Dubai và thanh toán phí di chuyển tới triển lãm, tham quan trung tâm thử nghiệm và chứng nhận UST tại Sharia, tham gia buổi phát biểu của Tổng Công trình sư UST Nga Anatoly Zelensky tại Sara, tới thăm Ecodome tại trung tâm UST ở Sara và chụp ảnh, tham gia sự kiện kín cho các đối tác SVKC, 5 đêm ở phòng đôi có phục vụ ăn sáng tại khách sạn Dubai. Rất là tuyệt vời phải không ạ? Các quà lưu niệm, sách ảnh làm đặc biệt cho chuyến đi, nói về sự phát triển của dự án có chữ ký của ngài Anatoly Zelensky. Video chuyên nghiệp về chuyến đi sẽ được xuất hiện trên các kênh tin tức của SVKC. Các giới hạn là chỉ có 100 người được nhận giải vàng và tham gia chuyến du lịch khi mọi vị trí đã đạt giải chiếm lĩnh. Cấp này sẽ tự động đóng lại. Vâng, tiếp theo khi mà chúng ta đến với cái tin tức là giải thưởng cho 20 thành viên đứng đầu thì Bình xin mời quý vị và các bạn cùng xem cái video này. Vâng, xin mời quý vị và các bạn cùng xem video này. Coming this autumn, it is time to rediscover the world of travel, make new acquaintances, and create unforgettable memories. All this awaits me on the Big Emirates Tour. Experience an adventure-filled trip to the Middle East. In just a few days, you will visit the most important destinations in the United Arab Emirates. The main stop along the way is the testing center of String Technologies in Sharjah. You will be among the few to see tropical models live, tour the Eco House, and meet project founder Anatoly Yunitsky. More experiences await you in Dubai, where the long-awaited Expo 2020 Innovation Show will be taking place. That is where this project will showcase its latest designs. It is the best opportunity to see them before anyone else. The Big Emirates Tour is much more than just a trip. You will attend a closed partners meeting,
make new business acquaintances, and receive valuable gifts. Memorable souvenirs, a photo book signed by Anatoly Yunitsky, and a professional video report will make your trip even more exciting. And it is you who can be part of the first-class tour from the SkyWorld community. Be among the best at the Global Expo Marathon and go on the most prized journey for the winners. See you in the United Arab Emirates. Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Một video thực sự là rất là đẹp. Và xin mời quý vị và các bạn cùng Ngọc Bình tiếp tục đọc cái tin tức về giải thưởng dành cho 20 thành viên đứng đầu. Các điều kiện đối với 20 thành viên xuất sắc nhất của giải vàng sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Để nhận được phần thưởng này cần thực hiện các điều kiện sau. Thứ nhất là đã nhận được giải vàng trong cuộc thi marathon. Thứ hai, nằm trong danh sách 20 thành viên đạt giải vàng xuất sắc nhất xét theo khối lượng đầu tư cá nhân và đầu tư thu hút được trong chuỗi cấp 1 từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 tới 31 tháng 8 năm 2021. Phần thưởng khi thực hiện các điều kiện trên, bạn sẽ có thể tham dự bữa tối thân mật với ngài Anatoly Yunitsky và thảo luận các thành tựu của dự án trực tiếp với nhà sáng lập. Ô, đây là một cái điều kiện thực sự là hết sức tuyệt vời, và các cổ đông ai cũng mong muốn được một lần được dự bữa tối với ngài Anatoly Yunitsky, phải không ạ? Và mình cũng rất là mong muốn điều đó. Tiếp theo là các kết quả của bạn trên một trang riêng biệt. Sớm tới đây, trong văn phòng cá nhân sẽ xuất hiện trang riêng biệt của cuộc thi marathon. Bạn có thể theo dõi khối lượng đầu tư cá nhân và đầu tư thu hút được trong chuỗi cấp 1 hiện tại và biết được còn bao nhiêu giải có thể nhận. Ngoài ra, khi đạt giải bạc, giải vàng trên các trang này, bạn có thể đặt ngày đi tới UAE. Và chúng ta hãy lưu ý những cái điều đó là an toàn trong mùa Covid, đúng không ạ? Dẫu dịch bệnh Covid-19 diễn ra, nhưng UAE có thể coi là đất nước an toàn cho các chuyến du lịch. Đó là nhờ một số lý do, tức là theo số liệu của tạp chí Bloomberg, UAE đã dẫn đầu danh sách các nước có tốc độ tiêm chủng cao nhất. Hiện nay nước này đã đạt được 15,5 triệu liều vaccine, đủ phổ cập cho 72,3% dân số. Trên trang web của Expo 2020 có lưu, tại triển lãm sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ người tham gia, vệ sinh khử khuẩn thường xuyên, bắt buộc đeo khẩu trang, có nhân viên y tế, v.v. Tại Expo cũng sẽ chỉ có các nhân viên đã được tiêm vaccine tới làm việc. Ngoài ra, chúng tôi khuyến nghị các bạn tìm hiểu các quy định tới UAE đối với các quốc gia sở tại của bạn. Điều đó sẽ giúp kịp thời chuẩn bị xét nghiệm PCR cho COVID-19 và các giấy tờ cần thiết khác. Trước tiên xin hãy xem những cái danh sách mà chúng ta có thể xem danh sách các nước mà có thể du lịch đó, không cần phải trải qua cách ly, thì chúng ta xem vào cái danh sách này. Và tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ, nếu mà diễn ra xấu đi thì EcoFest tới sẽ diễn ra online. Trong trường hợp đó, những người chiến thắng trong cuộc thi marathon có thể tới thăm trung tâm UST tại Sharia và triển lãm Expo Dubai vào thời gian an toàn hơn, từ nay tới 31 tháng 3 năm 2022. Chúng tôi sẽ thông báo trước về bất kỳ thay đổi nào. Hãy theo dõi và cập nhật tin tức của chúng tôi. Vâng, Ngọc Bình cũng đã cùng với quý vị các bạn đã đọc những cái thông tin rất là tuyệt vời. Đó là thông tin về cuộc thi cho các cái đối tác của SkyWorld Community để giành được vé đi tới UAE tham dự Expo 2020 và được tận mắt chứng kiến những cái sản phẩm công nghệ Sway tại Sharia. Vâng, Ngọc Bình xin chúc tất cả các anh chị em cổ đông của SkyWorld đang tham gia chương trình đối tác với SkyWorld Community sẽ nhanh chóng giành được những cái kết quả thắng lợi lớn nhất, đạt được những cái giải thưởng để chúng ta, các cái cổ đông của Việt Nam là chiếm cái số lượng nhiều nhất để chúng ta đến tham dự tại Expo 2020 tại Dubai, cũng như là tham quan triển lãm công nghệ Sway tại Sharia. Vâng, xin chúc mừng thành công của tất cả anh chị em. Ngọc Bình xin dừng video tại đây. Rất là cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái video tiếp theo.